Hẳn chúng ta ai cũng biết về Đại Bàng, được mệnh danh là chúa tể thống trị bầu trời. Chúng đón đầu những cơn bão để dựa vào sức gió, nâng cao đôi cánh, chinh phục bầu trời xanh. Để được tồn tại hơn 70 năm tuổi đời, nó lại phải trải qua một quá trình lột xác đầy khắc nghiệt và đau đớn. Mà tôi chắc rằng nếu không có một ý chí kiên cường và mạnh mẽ sẽ không thể nào vượt qua được nỗi đau ấy. Thử hỏi, có bao nhiêu người trong số chúng ta dám thay đổi một lần, dám dũng cảm chấp nhận những vất vả, gian truân, vững vàng niềm tin cho một bước chuyển mình. Để tồn tại và phát triển, để dang rộng đôi cánh và bay thật cao, thật xa, chúng ta phải thay đổi chính mình. Đôi khi cũng cần loại bỏ những ký ức cũ hay những thói quen già cỗi. Và đó cũng chính là thông điệp mà Mường Thanh Holiday Đà Lạt muốn gửi đến cộng đồng và đại gia đình Mường Thanh. Hãy thay đổi, hãy khác biệt để tạo nên giá trị các bạn nhé. Cùng với tinh thần Đại Bàng, Mường Thanh Holiday Đà Lạt gắn kết tỏa sáng. Oh yes! Thank you.